Dạ vâng, đồng hồ Đức Tín xin kính chào các bác. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới các bác về một siêu phẩm đồng hồ cây mà mới được nhập về bên em. Vâng, phải nói là siêu phẩm vì chiếc đồng hồ cây này rất là cao cấp và được thiết kế thì vô cùng đẹp mắt các bác nhé. Vâng, chiếc đồng hồ cây này thì thuộc phiên bản là tổng thống của thương hiệu Hockmiller và là chiếc đồng hồ cây ở giữa màn hình mà em muốn giới thiệu tới các bác đấy ạ. Chiếc đồng hồ cây này thuộc phiên bản tổng thống và nó có model là 611999. Vâng, phiên bản cao nhất của dòng 610 các bác nhé. Thiết kế rất là đẹp mắt. Vâng, cả ba cái chiếc đồng hồ cây ở giữa màn hình thì có kích thước rất là cao lớn và bề thế. Tuy nhiên là cái chiếc đồng hồ cây Hockmiller thuộc phiên bản tổng thống mà em muốn giới thiệu trong video này thì có cái chiều cao lớn nhất các bác nhé. Chiều cao lên tới 3m39. Vâng, ngoài ra thì vỏ ngoài được thiết kế rất là đẹp mắt và nó còn sở hữu màu nâu cà phê cực kỳ sang trọng và nó cũng rất là hiện đại các bác nhé. Vâng, chiếc này thì có model là HVK812. Vâng, một kích thước bề ngoài rất là cao lớn và bề thế. Vâng, chiều ngang từ phần mặt sàn đến từ phần trên đỉnh con tiện đấy là cao 2m39 các bác nhé. Vâng, chiều ngang là 80. Vâng, nó bằng một cái đồng hồ tủ ba buồng đấy. 80 là tính từ hai cái chân quỳ ở hai bên. Hai chân quỳ hai bên các bạn. Hai chân quỳ rất là đẹp mắt. Vâng, còn cái chiều sâu và độ hay là độ dày của cái chiếc đồng hồ cây này là 46 cm. Vâng, một kích thước rất là cao lớn và bề ngang nó tương đương với cái chiếc đồng hồ tủ ba buồng các bạn. Một kích thước rất là lớn và bề thế. Và chiếc này thì thuộc dòng cao cấp của hãng Hockmiller và là model cao nhất của dòng 610 các bác nhé. Đây, tại vị trí này em giơ hết tầm tay của em của cái điện thoại này nhưng mà nó cũng không tới các bạn. Một kích thước rất là cao lớn và bề thế. Đây, các bác có thể quan sát trong video này. Màu sắc ở đây rất là bắt mắt và đặc biệt là các họa tiết cũng như các phù điêu của chiếc đồng hồ cây này được làm một cách rất là tỉ mỉ và cẩn thận. Đây, em phải quay phần trên đỉnh để các bác theo dõi này ạ. Con tiện cũng được khắc chạm hình hoa lá này. Hai bên là hai cổng ngọc thiên nga và phía dưới là hình ảnh chiếc lá Erkenthal được làm một cách rất là dày dặn đấy các bạn. Vâng, trông nó như một cái khối đá đấy. Phía dưới này là tấm gỗ nu vân mây các bác nhé. Gỗ nu vân mây. Nó điểm thêm những cái họa tiết nỗ run làm cho chiếc đồng hồ cây này trông nó hầm hố, nó cầu kỳ và nó cũng có một cái chút cổ kính các bạn. Rồi, phần thức cột này, có ba nhịp là họa tiết. Đây, các bạn thấy không ạ? Đây, em để đặt tay em vào đây thì kích thước nó khoảng gần 20 cm và rất là to đấy. Bề ngang này nó khoảng 10 cm. Hai thức cột đối xứng ở hai bên. Đó, phía dưới này nữa, cái phần chân của thức cột ạ cũng là hình ảnh hoa lá khắc chạm thủ công. Đó, cái phần chân đế này em thấy rất là hấp dẫn với cái chân quỳ điểm thêm phía dưới này các bạn. Rất là ít chiếc và có cái chân quỳ như thế này nhá, và nó làm cho chiếc đồng hồ cây này nó đẹp hơn, nó đặc biệt và nó đặc biệt, nó khác lạ, khác với chiếc đồng hồ cây thông thường các bạn nhé. Các họa tiết ba mặt luôn các bạn, họa tiết và nó sở hữu cái mặt phía trước này là tấm gỗ nu vân mây. Đó, vân mây nó giống như cái vân đá và rất là đẹp mắt và rất là sang trọng. Để em quay xa hơn để các bác nhìn cho nó rõ màu sắc cũng như là hình khối của chiếc đồng hồ cây này. Em thấy rất là ấn tượng từ phần chân đế đến phần đỉnh, chỗ nào nhìn cũng đẹp luôn các bạn. Và chiếc này thì có hai cánh cửa riêng biệt, cánh cửa phần phía dưới này điểm thêm cái gỗ họa tiết, họa tiết cũng là họa tiết chiếc lá này đây. Vâng, và em giới thiệu là tất cả những chiếc lá biến tấu này thì ở Việt Nam mình hay gọi là hoa lá tây, nhưng mà nó có tên là lá Erkenthal và nó thường sống và nó xuất hiện ở cái miền Địa Trung Hải các bác nhá. Rồi, những cái tấm kính thì rất là trong và tấm kính được mài góc những đường cong rất là mềm mại uyển chuyển.
tấm kính bên hông cũng thế ạ, mở ra và nhấc đi đó, để các bác có thể nhìn được bộ phận bên trong. Chiếc đồng hồ cây thuộc phiên bản tổng thống, thiết kế bề ngoài rất là đẹp mắt và nó không có điểm chê các bạn. Còn độ mới của chiếc đồng hồ cây này thì là lên tới 97%, nó rất là đẹp mắt đấy. Còn bây giờ thì em sẽ quay vào cái phần chi tiết cũng như là tính năng của chiếc đồng hồ cây này để các bác theo dõi tiếp các bác nhé. Đây là model là 610999 series. Và 99 là cái dòng lớn nhất trong cái dòng 610 rồi. Đây, các bác thấy mà cái phần nẹp gỗ này nó cũng rất là cầu kỳ, cũng rất là đẹp mắt luôn, nó không có một chút vết gợn gì cả. Đây, bản lề rất chắc chắn. Và trong phần khúc phiên bản tổng thống thì nó có sự khác biệt hoàn toàn. Đó, đây là bộ phận ba quả tạ đấy, ba quả tạ họa tiết hoa văn, những cái đường hoa là hình chữ S này đây. Ba quả tạ và tình trạng thì rất là mới đấy các bác nhé. Các bác quan sát trong video này, cáp này, bánh xe này và vỏ quả tạ rất là mới. Đó. Còn lắc đàn cũng đặc trưng của dòng phiên bản tổng thống luôn các bác. Các họa tiết hoa văn chữ S đây, chiếc lá này. Đây em giữ lại các bác quan sát này. Vâng. Bộ phận phía xung quanh này là đồng mạ vàng thì còn rất là đẹp luôn và nó mới, nó không có vết xước. Ở đây thì còn có cả sổ của chiếc đồng hồ cây này, sổ cũ của người sử dụng rồi nhá, và đây cũng là cái sổ hướng dẫn sử dụng của hãng Howard Miller. Đi phần mặt số thì các bác còn ấn tượng hơn nữa. Đây, bộ phận mặt số của phân khúc phiên bản tổng thống này đây. Đây là phiên bản tổng thống President này, các bạn nhìn rõ President Collection, tức là bộ sưu tập tổng thống của thương hiệu Howard Miller. Và các họa tiết hoa lá đây, các chữ số rất là đẹp mắt. Đấy, em quay chậm chậm để các bác quan sát các họa tiết của chiếc đồng hồ cây thuộc phiên bản tổng thống các bác nhé. Quay xa hơn một chút để các bác nhìn này. Mặt số rất là đẹp, gọi là tuyệt đẹp luôn. Vâng, siêu phẩm mà, siêu phẩm đồng hồ cây nên rất là đẹp mắt và chất lượng. Đây là còn có cả tem của người sở hữu là trước này. Vâng, đây kỷ niệm cái ngày nào đó năm 2003. Chiếc đồng hồ cây này cũng đã hơn 20 tuổi rồi đấy các bạn. Tuy nhiên là như các bác quan sát trong video này, tình trạng của nó rất là mới luôn. Vâng, nói về cơ cấu bộ máy thì cái chiếc đồng hồ cây này để sở hữu cỗ máy á, chính hãng Kienzer. Vâng, cỗ máy á, KSU60. Vâng, cỗ máy á, vách 3 đồng xu nhá các bác nhá. Nó đầy đủ tính năng bao gồm là chơi 3 bản nhạc này, chơi 3 bản nhạc các bác nhá. Chế độ tắt chuông điểm giờ, còn chế độ là tắt chuông điểm nhạc và chế độ là tự động tắt chuông đêm. Vâng, đang tự động tắt chuông đêm từ 10 giờ đêm tới 7 giờ 15 sáng các bác nhá. Cái bộ phận máy bên trong này cũng rất là đẹp luôn các bạn, còn rất là mới. Em quay phía trong để các bác quan sát này. Máy vách 3 đồng xu, tròn trịa chắc chắn, máy lớn này các bác nhé, máy cao lớn. Vâng, và tình trạng của máy đây em thấy là rất là mới luôn, nó như là cái chiếc đồng hồ cây mới mua về đấy các bạn. Củ gông này và gông đồng màu vàng. Đây, thương hiệu Howard Miller được triển trên máy này, và phía bên kia là thương hiệu Kienzer, thương hiệu mà sản xuất ra cỗ máy này, và máy ở đây là KSU60. Và riêng về máy thì bên em sẽ luôn luôn cam kết bảo hành lên tới 5 năm các bác nhé, và sẽ hỗ trợ kỹ thuật trọn đời đối với từng chiếc đồng hồ cây. Và bên em sẽ vận chuyển cũng như là sẽ lắp đặt và hướng dẫn tại nhà cho các bác. Bây giờ là em sẽ điểm chuông chiếc đồng hồ cây này. Âm thanh em thấy là nó tròn tiếng, ngân và vang. Và bây giờ là khắc 7 giờ các bác nhé.
Vâng, và siêu phẩm đồng hồ cây đến thương hiệu Howard Miller thuộc phiên bản tổng thống này bên em có giá là 128 triệu các bác nhé. Vâng, mẫu đồng hồ cây được thiết kế rất đẹp mắt, nó rất là bề thế và tính năng thì là đầy đủ, và nó thuộc phiên bản nằm trong bộ sưu tập tổng thống, rất là chất lượng và cao cấp. Thì bác nào yêu thích chiếc đồng hồ cây Howard Miller này thì các bác gọi điện cho bên em các bác nhé. Số điện thoại là 0902021314, hoặc là các bác có thể đến trực tiếp nhà em tại số 45C Giảng Võ Đống Đa Hà Nội, và cửa hàng cũng như là nhà riêng của em thì ngay gần phía ga Cát Linh các bác nhé. Vâng, ga Cát Linh hoặc là bến xe Kim Mã cũ đấy ạ. Vâng, để các bác có thể xem cũng như là nhìn trực tiếp chiếc đồng hồ siêu phẩm của hãng Howard Miller này các bác nhé. Vâng, các bác quan tâm và ủng hộ kênh đồng hồ Thức Tín của em thì bằng cách là các bác nhấn vào nút like cũng như nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật các video mà bên em chia sẻ các bác nhé. Vâng, và em cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video này. Em xin hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo của bên em. Em xin kính chào các bác.